Chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em bài tập thực hình 5 sử dụng dãy số. Chúng ta vào tình huống 1. Một con robot di chuyển theo một chương trình định sẵn. Chương trình này được thể hiện dưới dạng một dãy N lệnh. Mỗi lệnh robot di chuyển k bước. Số bước đi của robot được lưu trữ thành một dãy số. Cụ thể như khi robot tiến 3 bước thì lưu trữ số bước bằng 3. Các hành động quay trái, quay phải, nắm tay thỏ, vân vân quy ước số bước bằng 0. Yêu cầu em hãy viết chương trình Pascal lưu lại dãy các bước đi của robot trong từng lệnh. Sau đó, tính xem robot đã đi tổng cộng bao nhiêu bước và chiều dài đoạn đường đã đi được. Biết mỗi bước robot đi được là 20 cm. Ví dụ minh họa cho trước các bước lệnh điều khiển robot giải cứu thỏ con trong chủ đề 1 như hình mô tả bên dưới. Đây là robot, đây là thỏ con. Robot sẽ giải cứu thỏ con là đưa thỏ con về nhà. Thì robot cần tiến hành các bước lệnh từ bước 1 đến bước 7. Bước 1 tiến 3 bước, bước 2 nắm tay thỏ, bước 3 tiến 2 bước, bước 4 quay phải, bước 5 tiến 4 bước, bước 6 quay trái, bước 7 tiến 4 bước. Như vậy, thực hiện từ bước 1 đến bước 7 thì robot sẽ đưa được thỏ con về nhà mà không bị sói ăn thịt. Thì ở đây, chúng ta xem bước lệnh từ bước 1 đến bước 7, chúng ta sẽ tìm số bước của robot đi. Ví dụ, ở bước 1 thì robot tiến 3 bước, số bước đi của robot là 3. Ở bước 2, nắm tay thì số bước đi không có. Ở bước 3 thì số bước đi của robot sẽ là 2. Ở bước 4, quay phải thì số bước đi sẽ là 0. Ở bước 5, tiến 4 bước thì số bước đi của robot là 4. Bước 6, quay trái, số bước đi là 0. Bước 7, số bước đi sẽ là 4. Chúng ta xác định tổng số bước đi mà robot đã đi thì chúng ta sẽ lấy những con số này cộng lại với nhau. 3 cộng 0 cộng 2 cộng 0 cộng 4 cộng 0 cộng 4, đáp án ra là 13. Chiều dài đoạn đường mà robot đã đi, chúng ta đã quy định một bước đi là 20 cm, mà robot đã tiến 13 bước thì tức là lấy 13 nhân 20 ra đáp án là 260 cm. Chúng ta qua câu 1. Gọi N là số bước lệnh A1, A2, A3, vân vân, AN lần lượt là số bước mà robot đi trong từng bước lệnh. S là tổng số bước mà robot đã đi. G là chiều dài đoạn đường mà robot đi được. Xác định bài toán output, ở đây chúng ta sẽ nhập vào là N và từng bước đi. Output xuất ra S và G. Chúng ta có một cái sơ đồ khối. Mấy em xem từ bước 1 cho đến bước 6 thì ý nghĩa của từng bước này như thế nào? Chúng ta sẽ nói qua bên đây. Ở bước 1, tức là nhập N và số bước đi của robot trong từng bước lệnh. Bước 2, khởi tạo giá trị cho Y và S. Y sẽ khởi tạo bằng 1, S sẽ tạo bằng 0. Bước 3, kiểm tra Y nhỏ hơn bằng N hay không. Nếu đúng thì qua bước 4, sai thì qua bước 5. Bước 4, cộng dồn S sẽ bằng S cộng AI. Tăng biến điếm lên một đơn vị, Y sẽ bằng Y cộng 1. Bước 5 là bước này ha. Tính chiều dài đoạn đường robot đi được, tức là G bằng S nhân cho 20. Bước 6, xuất ra màn hình S và G. Đó là ý nghĩa của từng bước lệnh trong sơ đồ khối này. Câu 2. Nêu tác dụng của từng biến. Ở đây chúng ta xem coi khai báo mấy biến nào. N, Y, S, D và A. Như vậy ở đây N là kiểu dữ liệu integer dùng để lưu số bước lệnh. Vậy Y, Y là kiểu dữ liệu integer dùng để làm biến điếm. S là kiểu dữ liệu login dùng để lưu tổng số bước mà robot đã đi. Biến D là kiểu dữ liệu login dùng để lưu tổng độ dài đoạn đường mà robot đã đi. Biến A là biến mảng dùng để lưu số bước đi trong từng bước lệnh của robot.
Đó là ý nghĩa của cắt biến. Câu 2B, đoạn chương trình nhập N và dãy số A. Đây là đoạn chương trình đã bị đảo lộn, chúng ta sẽ sắp xếp nó lại. Đầu tiên là dòng 2, kế đến là dòng 1 và kế đến là dòng 5. Dòng 3, dòng 7, dòng 6 và cuối cùng là dòng 4. Câu C, đoạn chương trình tính tổng số bước và độ dài đoạn đường mà robot đã đi. Thì ở đây S ban đầu khởi tạo sẽ bằng 0. For y chạy từ 1 cho đến N. Và thực hiện D sẽ bằng S nhân 20. Câu D, đoạn chương trình in ra màn hình tổng số bước và chiều dài đoạn đường mà robot đã đi. Thì ở đây chúng ta sẽ sửa cái lỗi. Ở đây nó bị mắc lỗi ha. Chúng ta xem dòng 1 thì lỗi đây là thiếu chấm phẩy. Dòng 2 chúng ta sửa lại là S. Dòng 3 thiếu chấm phẩy. Và dòng 4 chúng ta sửa lại là D. Các em hãy làm bài tập nộp cho cô. Đây là đoạn chương trình cô đã gõ vào trong Pascal. Chúng ta sẽ chạy thử với cái bảng demo. Nhập vào số bước lệnh thì N trong sách giáo khoa chúng ta bằng 7, thì chúng ta sẽ nhập bằng 7. A1 bằng 3, A2 bằng 0, A3 bằng 2, A4 bằng 0, A5 bằng 4, A6 bằng 0, A7 bằng 4. Vậy thì chúng ta sẽ xác định ra được S sẽ bằng 13 và chiều dài sẽ bằng 260. Thì vậy là đúng với kết quả mà chúng ta đã chạy thử ở bước 1 này. 13 và 260. Vậy tương tự như vậy các em làm những câu còn lại. Chúng ta qua tình huống 2. Sau khi học bài dãy số, cô giáo đưa ra một file trải Pascal và tổ chức trò chơi như sau. Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm 10 bạn. Từ nhóm sẽ xếp hàng ngang trên bục. Cô giáo cầm hộp kính đi từ đầu hàng đến cuối. Mỗi bạn sẽ bốc một lá thăm. Trên đó có ghi một số nguyên. Sau đó thông báo cho nhóm trưởng nhập vào máy tính. Sau khi thực hiện xong thì máy sẽ in ra màn hình một con số bí ẩn. Sau khi 4 đội hoàn tất vòng thi, đội nào có con số bí ẩn lớn nhất sẽ thắng. Yêu cầu em hãy phân tích chương trình và cho biết con số in ra là kết quả của phép tính toán gì nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ vào 4, con số bí ẩn. Mấy em cần phân tích cái đoạn chương trình này và giải thích ở phía sau câu A. Điền vào chỗ trống. Chương trình con số bí ẩn này cho phép nhập tổng số bạn của nhóm lưu vào biến nào? Thì chúng ta phân tích cái đoạn này, chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi bên đây. Thì nó sẽ nhập vào biến là N. Nhập các số ghi trên lá thăm lưu vào trong mảng có tên là, cái mảng này sẽ có tên là X. Sau đó chúng ta sẽ đi tính tổng của các số là số nguyên dương có trong bảng. Thì con số bí ẩn là kết quả của phép tính nào? Đó là tính tổng các số nguyên dương mà các bạn trong nhóm bốc được. Cô B, em hãy chạy chương trình với các bộ thử sau. Như vậy các em gõ đoạn chương trình ở câu 4 và ra đáp án. Tình huống 3. Câu 5, dựa vào chương trình tìm mát để viết chương trình tìm min. Đây là đoạn chương trình tìm mát. Thì ở đoạn chương trình tìm mát này, cô sẽ hướng dẫn các em à. Chương trình này khai báo biến là Y, N và biến mãn là A. Chương trình bắt đầu nhập số học sinh trong lớp. Sau đó quy định nó là biến N. Nhập chiều cao của từng bạn tính theo M. Vậy thì chạy từ 1 cho đến N, nhập chiều cao của từng bạn sẽ gắn vào biến mãn là AI. Việc mass sẽ bằng A1. Sau đó chúng ta gắn
bạn đầu tiên là cao nhất, và so sánh bạn đầu tiên Mars với AI là với bạn tiếp theo là bạn thứ hai. Nếu bạn thứ nhất mà nhỏ hơn bạn thứ hai thì lúc này Mars nó sẽ là bạn thứ hai rồi. Rồi tiếp tục như vậy, so sánh dòng lập for bạn thứ hai với bạn thứ ba đến khi nào hết N bạn thì thôi. Và sẽ xuất ra cái bạn cao nhất. Cuối cùng là kết thúc. Đây là đoạn chương trình tìm Mars. Em hãy chạy cả hai chương trình tìm Mars và Min với các bộ thử sau. Thì ở đây chúng ta sẽ chạy cả hai chương trình để tìm ra Mars và Min. Game thư giãn với trò chơi ô chữ. Chúng ta sẽ có những cái gợi ý ở bên dưới và các em sẽ điền vào ô chữ ở đây. Chúng ta sẽ có 10 dòng. Đúng nè. Chúng ta sẽ điền vào. Hiện giờ các em về làm câu 3, câu 4A, câu 5, câu 6 và game trò chơi ô chữ trong sách giáo khoa nộp cho cô vào đúng thời gian quy định nha. Chúc các em học tốt. Tạm biệt các em.